Ôi bà ghiền lắm, bà quanh bà ghiền lắm. Cười, cười. Cười nè. À thấy chưa? Rồi. Đơ luôn. Máy đơ luôn. Sao thời gian mất điện. Đây nè. Đây là cái ngôi nhà của tâm sự. Đây là nhà bảo vệ. Có vấn đề gì? Nhà bảo vệ. Này nọ kia lại gì? Tâm sự quá. Này nọ kia nữa. Hồi đó mình nhớ đi xe gì đó. Đi đưa rước đó. Nước đục lắm, kỳ sau này đi là nước đục, bị đầu mái nhiều quá, nó đục. Đây hồi kỳ đó đi là thấy nước trong rồi nè, quanh thấy nước trong không quanh. Quanh. Ừ. Đây là hồi xưa là Kim Công nó từng sống ở đây này nha, Mỹ nó trong lớn rồi. Nghe nó dốc à. Sài Gòn ra. Ôi nước trong lắm luôn. Mát ghê luôn. Ai trồng cây mấy luôn. Nói gia đình nó nghệ sĩ. Nó em Phi Phụng. Hồi đó ba nó cũng nghệ sĩ. Em của diễn viên hài. Diễn viên hài ở miền Nam á. Học hồi đó bố là diễn viên hài luôn. Bố mất rồi. Nó hài nhưng mà nó nhát lắm, nó có dám lên, nó không dám mấy. Hài lắm luôn. Cô không, thằng Phi Sơn thì cũng vô băng nhạc, còn Phi Hùng. Ăn không có cà phê. Chán thiệt chứ. Đang vô hang.